Ủa cái thể thức đâu ta? Mình phải coi được, mình phải biết cái thể thức. Thể thức chung kết thế giới 2019. Tại vì anh ba chưa biết cái thể thức nữa. À đây luôn nè, BTV luôn nè. Vòng khởi động sẽ diễn ra tại thành phố Berlin ở Đức, bao gồm 12 Đông Nam Á, châu Đại Dương, CIS, châu Mỹ Latin và Thổ Nhĩ Kỳ. Tiếp theo là hạt giống số 2 của VCS Việt Nam. Và đặc biệt trận đấu khác nhau với thể thức BO1 vòng tròn tính điểm. BO1 Sau vòng đó tròn có tính 2 đội điểm. mỗi bảng sẽ được bước tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp BO5 với thể thức bắt cặp ngẫu nhiên. 4 đội chiến thắng sẽ có mặt ở vòng bảng chung kết thế giới. Ở đó có 12 đội tuyển đã giành được suất tham gia vòng bảng đang được. Là 4 đội hả? Từ từ. Mặt ở vòng bảng chung kết thế giới, ở đó có 12 đội tuyển đã giành được suất tham gia vòng bảng đang đợi họ. Những đội tuyển này bao mày. Gồm các đội hạt giống số 1 và 2 của những khu vực sau: Hàn Quốc, châu Âu, Bắc. Điệp mẹ mà bây giờ mình chưa kể tới cái dòng khởi động đi. Mình chưa nói tới cái dòng sau đi. Nhưng mà mình tưởng á là cái khúc đầu. Cái khúc đầu là bây giờ hiện tại là bên LK của mình là gặp cái team gì? Team Hồng Kông Interfield với lại team Vega. Ok, thì team này là khả năng cao là mình sẽ nhất bảng. Khả năng cao là mình sẽ nhất bảng. Và để mà mày một cái thằng gì bảng là Hồng Kông Metatil, team Mega là coi như là lội đi. Là hai cái đội này là sẽ đi. Hai xe đội này sẽ đi vòng sau. Còn bên đây là Dan Wong với lại Spy. Đó, Dan Wong thì có thể với lại Spy là có thể. Rồi sau đó là bên đây là bên team này là team Club với lại Unicorn gì đó, cái kiểu thì không biết. Royal Điệt mẹ mày đang quân này nọ cái thứ ghê quá vậy. Nhất đéo nào được không? Nhất bản gì bạn là bên kia mà. Nè. Nó ghi rõ ràng nè là đánh vòng tròn tính điểm. Vòng tròn tính điểm hai lượt, sau đó top 2 đội mỗi bảng sẽ được. Sau đó là top 2 đội mỗi bảng là sẽ được chia ngẫu nhiên. Điệt con mẹ mày còn cái dòng chia ngẫu nhiên này nữa nha. Còn cái dòng này là chia ngẫu nhiên nữa nha. Bảng này là nói chung là cái cửa mà gọi là đi tiếp vô cái dòng mà gọi là hai thằng nhất bảng của bên LK hiện tại đang khá là sáng là cái team Mega là coi như là đi rồi đó. Team Mega là coi như là đi với lại Hồng Kông Entertainment với lại LK là team Mega là đi rồi. Rồi hai thằng mỗi bảng là điệp mày phải xáo trộn nhau nữa. Xáo trộn nhau một cái nữa, điệp mẹ mày ta tưởng là nó cứ nhất bảng là nó vô. Xáo trộn thêm một cái nữa, rồi được mày đánh thêm một trận nữa. Đánh thêm một trận nữa, trận này thắng là đi vô luôn. Bước tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp BO5 với thể thức bắt cặp ngẫu nhiên. 4 đội chiến thắng sẽ có mặt ở vòng bảng chung kết thế giới. Đó, căng nó nghe, cái này là chưa biết được mẹ mèo nào cắn miễu nào nha. Chưa biết người nào cắn miễu nào. Nhất bảng chia ngẫu nhiên mà. Nó nói chia ngẫu nhiên mà tụi em, chứ đâu phải nhất bảng gặp nhì bảng đâu tụi em. Anh Hoàng Lân kia nói là chiên ngẫu nhiên là điệp mẹ mày tới cái dòng này là sẽ bốc thăm thêm một lần nữa, là coi là điệp mẹ mày ra đâu chứ không phải là ngẫu nhiên. Còn nếu mà điệp mẹ mày cái đó là ngẫu nhiên. Còn nếu mà ông Hoàng Lân ông nói là nhất bản này sẽ điệp mẹ mày gặp nhì bản kia thì nó lại khác nữa. Nhất gặp nhì là nói thiếu à bên đây nói thiếu à. Với thể thức bắt cặp ngẫu nhiên, 4 đội chiến thắng sẽ có mặt ở vòng bảng chung kết thế giới. Ở đó có 12 đội tuyển. Ông nói mà. Ông nói mà. Ủa là sau sao? Đó top 2 đội mỗi bảng sẽ được bước tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp BO5 với thể thức bắt cặp ngẫu nhiên. 4 đội chiến thắng sẽ có mặt ở vòng bảng chung kết thế giới. Ở đó. Rõ ràng luôn nói vậy mà ta. Là sao ta? Trên báo lại ghi khác à. Để nghe đây nè. Không của vòng bảng để xem là số phần sẽ đưa ra vào bảng đấu như thế nào. Nãy gì mà anh nói với em? Từ từ, đội nhất nhì tiến vào vòng sau. Chúng ta đã xong vòng khởi động. Nhắc lại một nữa về thể thức của vòng khởi động là các đội ở trong vòng khởi động mỗi bảng 3 đội đánh vòng tròn BO1 tính điểm 2 lượt. Hai đội nhất nhì tiến vào vòng sau, bốc thăm ghép cặp. Nhất bảng này gặp nhì bảng kia. Thôi. Bốc thăm ghép cặp, nhất bản này gặp nhì bản kia. Rồi vậy là ông Hoàng Lưng bên đây là ông nói thiếu nha. Là bốn thằng nhất sẽ xếp đều bốn hàng. Rồi sẽ bốc điệp mẹ bốn thằng hai. Điệp mẹ mày là né được đăng quân. Nếu cho nên bắt buộc bên LK
phải hạng nhất để né được Dan Quân. Bắt buộc luôn, cái này là bắt buộc bên LK hạng nhất để né được Dan Quân. Cái gì sủa lên. Ê tụi em đủ mà tụi em có bị ngáo, ngáo cần không? Tại vì anh ba chưa biết thể thức, anh ba qua đây anh ba coi thể thức và điệp mạng mày thể thức bên đây nó nói là như vậy. Nè, nghe cho kỹ. Sau đó top 2 đội mỗi bảng sẽ được bước tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp BL5 với thể thức bắt cặp ngẫu nhiên. 4 đội chiến thắng sẽ có. Ok chưa? Ê tụi em có bị điệp mạng mày cái vấn đề về điệp mạng mày nghe và hiểu không vậy? Tụi em có bị vấn đề gì nghe và hiểu không? Anh ba là điệp mạng béo biết thể thức và anh ba nghe cái này trước. Và điệp mạng mày cái này nó nói thì sao thì nghe như vậy. Ok chưa? Còn độ má mày tới cái lúc này qua đây coi thì mới chắc chắn được là điệp mạng 4 thằng nhất sẽ xếp hàng dài và bốc thăm để gặp 4 thằng thứ hai. Ngẫu nhiên là ngẫu nhiên như vậy. Đi mẹ mày, tự nhiên kia anh ba sủa lên, what the fuck. Anh ba không biết, anh ba mới nghe từng người, từng bên một mà. Nhất nhì tiến vào vòng sau, bốc thăm, ghép cặp. Nhất bảng này gặp nhì bảng kia. Vậy thôi, đơn giản. Thôi. Nghĩ ha. Đây là 500 ha. Đéo hiểu, điệp mẹ mày đéo hiểu. Rồi, bây giờ quay trở lại điệp mẹ mày vấn đề chính. Quay trở lại vấn đề chính là điệp mẹ mày eo cây. Muốn né được Đăng Quân thì phải điệp mẹ mày nằm ở trên đây. Tại vì Đăng Quân chắc chắn là điệp mẹ mày top 1 rồi. Mà nếu mà điệp mẹ mày LK top 2, lỡ đâu bốc thăm điệp mẹ mày vô bản Đăng Quân đi luôn. Đi luôn. Cảm ơn Đặng Dũng nha, cảm ơn em. Cảm ơn thêm nhiều nha. Không, tại vì điệp mẹ bình tĩnh à ơi. Tụi này nó giống như kiểu là điệp mẹ mày nuốt sôi đổ vô giấy của nó vậy đó. Trong khi đó mình đã nói mình xác đặng ngay từ đầu là mình đéo biết rồi. Mình đéo biết cái thể thức như thế nào. Mình đủ mới mình phải lục là mình coi từng cái mình mới dám nói. Mà điệp mẹ mày chúng nó kêu mình sủa lên. Muốn đâm điệp mẹ mày một quẹt những đích nó ghê. Để coi nha, cái khả năng cao nhất bảng của điệp mẹ mày tất cả các team nè. Khả năng cao nhất bảng của tất cả các team là điệp mẹ mày chắc chắn LK nè, Đăng Quân nè. Tụi nhì bảng để nhìn sơ về cái tụi nhì bảng thôi. Thật sự là nhìn, nếu mà nhìn thì mà mấy cái tụi nhì bảng thì thầy cảm thấy được mà rất là nô hớp với lại Việt Nam mình luôn. Rất là nô hớp với Việt Nam mình, chỉ sợ những cái thằng điệp mà nhất bảng thôi. Chỉ sợ những cái thằng nhất bảng thôi, nhì bảng là điệp mà mày nô hớp lắm. Thật sự. Nhì bảng nô hớp. Bây giờ chỉ mong là LK điệp mà mày đánh thật là tốt để điệp mà mày giết Hồng Kông Entertainment giết luôn được mà thằng này cầm cái suất nhất bảng là có khoảng là né được thằng kia rồi, né được thằng kia là sẽ có cho mình điệp mẹ mày 50% cơ hội thắng rồi. 50% cơ hội thắng không mà không phải điệp mẹ mày tới cả trăm lên chứ, là 100% cơ hội điệp mẹ vô vòng sau luôn. Team Huni lượt, team Huni lượt có thể là điệp mẹ mày game này là Huni nhất bản luôn nè, là né được rất là nhiều team lượt luôn, né rất là nhiều team lượt sĩ luôn. Đủ má mà nghi sợ thua Hồng Kông Mai Tiêu quá chứ. Hồng Kông Mai Tiêu đánh cũng ghê lắm đó chứ không phải giỡn đâu. Lâu lâu đủ mẹ mày điên điên cùng thùng, đủ má người con Thái Lan đủ má mày giọt luôn đó chứ. Người con Thái Lan Mega này dứt luôn đó chứ. Mega cũng mạnh mà. Mega là team của thằng Bảo chứ là thằng kia đúng không? Ồ điệp mẹ mày tạ ơn trời, điệp mẹ mày vừa kích hai thằng lồn đủ má BOTM với lại thằng lồn điệp mẹ mắt thí đi luôn, đủ má mày đi chung kết thế giới luôn. Tạ ơn trời. Tạ ơn Chúa. Bắt Di Phoi là chính xác, điệp mẹ mày thằng Bảo Bọt với thằng Lai là tao thua, điệp mẹ mày thua, tạ ơn. Bo 1 nguy hiểm bay cái lồn, đúng rồi, bo 1 rất là nguy hiểm luôn, cho nên đánh từng trận là phải kỹ thì chắc. Rồi ok, thầy đánh giá cái sức mạnh của bên Hồng Kông Mai Tây Tiêu với lại bên LK thì thật sự mà nói thầy cũng ít theo dõi, nhưng mà cái khả năng cao là bên C, bên cái khu vực C hiện tại bây giờ nó bị tách ra rồi. Và các nói chung là các đội ở bên C nó rất là yếu. Cái đội bên C nó rất là yếu luôn, cho nên cái môi trường cạnh tranh của bên C nó sẽ không được cao cho lắm. Và điệp mẹ mày cái khả năng mà gọi là để khả năng để nó nâng được cái trình lên một cái tầm cao khác nữa giống như Việt Nam của mình thì nó hơi khó. Cho nên là cái kèo này á là mình chỉ cần cạnh tranh với Hồng Kông Mai Tiêu thôi. Ngay trong trận đầu tiên nếu mà mình đánh áp đảo Hồng Kông Mai Tiêu là xác định với anh em là điệp mẹ mày top 1 cho LK. Và khi mà LK top 1 ở cái dòng bảng rồi thì khả năng cực kỳ cao là LK sẽ vô vòng trong. Tại vì nhìn sơ nè, đây top 1 là điệp mẹ mày nhìn sơ những cái thanh niên này, những cái anh thanh niên này là không sợ thằng nào hết. Cái team đủ cá mập cá đuối này với lại cái kim
cái team Unicorn lớp là cái team của Giám Bích cũ hay là cái gì đó thì cũng không rành cho lắm, thì đội mấy mày cũng mũi luôn. Cái team Royal này là cái team của hình như là Thổ Nhĩ Kỳ là cũng đi luôn. Nói chung là ok, ngon đó, ngon. Thầy rất là trông chờ luôn, LK mà vô được vòng trong là ngon. Còn quay qua tới cái bảng điệp mày cái bảng của bên A, cái bảng của bên A thì con mẹ mày cái gì vậy? Úi dồi ôi, bây giờ tao mới để ý nghe. Ủa team Uzi á hả? Ủa team đó là team Uzi á hả? Ủa là ai là Royal này vào được cái úp là của Uzi á hả? Ờ. Nó đánh nhảy dưới luôn. Không biết luôn á. Là vô hết cái team ảnh. À đây mà, điên à, Uzi ở đây này ông nội. Bây giờ tao mới để ý độ má mày trên bàn bằng bàn luận chuyên môn điệp mẹ mày có hiếu ba. Trên cái bàn điệp mẹ mày bàn luận chuyên môn là điệp mẹ mày thanh niên hiếu ba. Tuyệt vời. Những người gắn chữ ba là điệp mẹ mày luôn luôn có một cái đầu óc cực kỳ sáng suốt và điệp mẹ mày có cái góc nhìn chuyên môn cao cho nên mới mời được vô bình luận như thế này. Hiếu ba. Mời thêm anh ba ngồi kế bên điệp mẹ mày bên cái anh A dở chưa. Hiếu ba ngồi đó. Và điệp mẹ mày thầy ba kế bên. Thầy ba Hiếu. Ngon luôn đó chứ. Nó cháy cái xô này luôn, nó cháy cái xô này luôn. Còn bây giờ đánh giá sức mạnh của điệp mẹ mày cái dòng bảng của chung kết thế giới năm 2019. Cái dòng đầu tiên điệp con mẹ mày Di Chu. Bây giờ mình chưa tính những cái đứa mình đi lên nha, mình chưa tính những cái đứa đi lên. Di Chu rồi Vipin Lao Nai. Ở đây thầy cực kỳ thích ở một điểm như thế này là điệp mẹ mày Di Chu là một cái đội mà khi mà tụi em thấy nó đánh điệp mẹ MSI này, nó đánh rất là nhanh, nó đánh rất là vui vụ, nó đánh liên tục và các team Hàn Quốc là bị ngợp với nó cho nên SKT này nọ kiểu đều thua trước Di Chu hết. Và nó, lối đánh của nó gọi là nó đánh máu lửa, nó đánh mà gọi là cống hiến. Nhưng ở đây MSI mùa rồi Hàn Quốc đéo phải là Riffin, ok chưa? Đéo phải là Riffin. Riffin là một đội mà điệp mẹ mày Hàn Quốc cực kỳ đặc biệt, là điệp mẹ mày có một cái lối chơi đủ má mày nhảy sao tao nhảy như vậy. Nếu mà như mày đội hình mày nhảy kỹ năng, mày đánh điệp mẹ mày kỹ năng tao sẽ nhảy kỹ năng, còn điệp mày nếu mà đội hình mày đánh kiểm soát tao cũng có thể kiểm soát được. Và điệp mẹ mày thanh niên Chao Huy và thanh niên AD là điệp mẹ thanh niên Viper đúng không? Viper tay cực kỳ to luôn. Trận này cái bảng này là bảng hấp dẫn vãi đái. Khi mà hai thanh niên này gặp nhau là chắc chắn là sẽ hấp dẫn. Chắc chắn là sẽ hấp dẫn luôn. Còn Cloud9 là coi như là bị lộ chắc rồi đó. Cloud9 theo thầy đánh giá cái đội hình mùa này của nó với lại mùa này hình như nó vô chung kết. Nhưng mà cũng chưa đủ. Thật sự nếu mà vô chung kết mà không vô địch được, không đè được team Liquid đó, mà team Liquid thì bị MSI vừa rồi thì bị tụi Di Chu, tụi EU này nọ cái thứ nó hành thì mình hành ga bả luôn. Thì thầy nghĩ là cái bảng này là hai đội tuyển này là sẽ đầu bảng thôi. Cho dù được mà mày vô đủ mấy cỡ đang quân vô đây cũng đi luôn. Cỡ đang quân mà vô đây là cũng đi xa luôn. LK mà xui vô đây là điệp mẹ mày tao nói là chào tạm biệt, điệp vẫy tay chào tạm biệt tình yêu nhé, điệp mày tạm biệt Đức sớm luôn á. Tạm biệt Đức sớm luôn. Còn ôi trời ơi. Phải chi tao ước đủ má mày Phonix mà nó vô đây nữa một cái. Phonix mà nó vô đây nữa một cái. Tao nói là tuyệt vời luôn. Những trận đấu bảng A là nó sẽ cực kỳ tuyệt vời luôn. Ba team đánh là điệp mẹ mày đều là tay to hết. Ba team đều có sở hữu thành viên tay to hết. Còn cái hình ngôi sao này là team nào ta? Cái hình ngôi sao này là cái gì? Cái đội gì? Gambit. Gambit hả? À Gambit là của thằng... Mới là của thằng... Diamond chứ. Ừ. Ui. Cũng được nha. Gam có khả năng thắng được Gambit đó. Em biết nữa. Hình khác. G-Team à. Ui. Ui trời ơi, G-Team là cái team Đài Loan. Team hạng... Chùm á. Team mùa vừa rồi là hạng 3 Đài Loan đúng không? Mà chung cái thế giới mùa trước là hạng 3 Đài Loan. Có biết.
Dạ đánh Việt Nam mình cực kỳ yếu luôn. Đánh cực kỳ yếu luôn. Yếu không? Yếu. Yếu hơn em thôi. Ờ, chung kết thế giới mùa gọi là yếu. Dạ thầy nhận định là Việt Nam mày khả năng thắng được. Ôi, cảm ơn Đặng Dũng, cảm ơn em. Ôi, đâu ra Việt Nam mày thanh niên mày vậy? Theo anh thì bảng nào là bảng tử thần? Theo anh thì bảng nào là bảng tử thần? Để anh ba phân tích, để mà phân tích từng cái một, thì từng bảng một, thì cái bảng A là cái bảng sẽ cực kỳ sôi động với một cái lối đánh là gọi là điên cuồng của Zichu và Riffin. Còn bảng B, Phoenix rồi với lại G Team với lại Gam, thì nếu như ngon ngon thì nếu mà Gam mà gọi là muốn đi tiếp nữa thì Gam có thể, thầy đánh giá là Gam có thể thắng tụi này, nhưng mà khó có cửa mà thắng tụi mày Phoenix này lắm, cho nên phải đẩy một thành viên nào đó mà gọi là yếu yếu vô đây, yếu yếu nằm vô đây, giống như kiểu là LK chẳng hạn. Nghe có vẻ như mà Điệp phạt mày, nghe có vẻ như LK là đi để lót đường thọ, nhưng mà Điệp mày thề nếu mà để hy sinh cho một người nào đó, mà một đội tuyển nào đó mà thân thương của Việt Nam của mình có thể đi tiếp được, thì thầy hy vọng là Gam sẽ đi tiếp được vô vòng trong. Thầy hy vọng là Gam sẽ được đi tiếp vô vòng trong, thầy nói thiệt, tại vì cái trình độ của Gam nó hơn LK được một khá. Cho nên thì LK bây giờ đủ mắm nhìn sơ vô bảng nào cũng đi rồi, nếu mà được thì phò bên Gam, cho nên bên Gam đi vô tứ kết luôn đi, nếu mà được thì phò, còn không được thì thôi, không được thì tự lực cánh sinh, tự lực. Thầy xin lỗi, thầy xin lỗi tiếp phát, thầy xin lỗi xin lép bên hết anh đi toàn thể, xin lỗi lên cây là các bạn fan của LK, nhưng mà cái điều này là cái điều mà thật sự không mà nói là không, thầy không muốn, thầy không muốn, thầy không muốn, nhưng mà thầy hy vọng là như vậy. Chung khu vực là không được chung bảng à? Ôi điệp mẹ mày, chung khu vực không được chung bảng à? Ui vãi lồn. À nên vậy là thiếu sót của thầy, vậy thì chắc là không được rồi, nên tìm một người nào đó yếu vô trong đó. Rồi ok, cái bảng này là cái bảng mà đánh giá là khả năng bên Gam đi vô được vòng tiếp theo là vòng tứ kết, đúng không, là 25%. Lý do tại sao thầy đánh giá 25%, tại vì ở đây á là một bảng là có 4 team, thì chắc chắn với mọi người là 4 team 100% chia cho 4 là 25%, thì mỗi người sẽ được sở hữu 25% và Gam được sở hữu 25% để có thể đi tiếp vòng sau. Ok, mình chuyển qua cái bảng SKT, Fnatic và Royal Never Give Up. Royal Never Give Up. Nói hơi nhiều hả? Phân tích vãi lồn nghe chứ. Điều mà phân tích đúng mà. Thầy phân tích cái nào là đúng cái đó. Mọi người ơi. Còn SKT, Royal Never Give Up và Fnatic. Để mà thật sự mà nói thì Fnatic bảng này là rất là hơi đen cho Fnatic. Tại vì hiện tại bây giờ nếu mà tính đúng á, nếu mà bên Trung Quốc với lại bên Zichu mà để có cửa mà thắng SKT á, thì thầy nghĩ là SKT cái này sẽ đầu bảng thôi, chắc chắn sẽ đầu bảng thôi. Tại vì á, cái Royal Never Give Up á, cái lối đánh của nó không thể nào mà khắc chế được SKT. Tại vì thầy đã từng coi MSI rồi, và thầy thấy những cái lối đánh nhanh, lối đánh mà tấn công dữ dội thì SKT nó mới bị ngợp. Khi mà nó bị ngợp đầu game rồi là nó sẽ không làm được gì cuối game. Còn để cho cái giai đoạn đầu game mà SKT mà nó trì hoãn được, nó tìm được cái điểm hở của bên mình, là chắc chắn được mà chỉ cho dù một cái lợi thế nhỏ thôi là SKT có thể triển khai được thế trận được. Đó, thì hai cái team khắc chế được SKT là điệp mẹ mày Zichu và Phoenix á, nó lại nằm ở bảng khác rồi. Thì Royal Never Give Up thì không phải dạng đó. Royal Never Give Up không phải dạng của team đánh tay to như Phoenix. Thì cho nên thầy nghĩ là sẽ thua SKT. Và bên Fnatic cũng vậy, bên Royal Never Give Up cũng vậy. Đó là hai team này là khả năng cao là sẽ cạnh tranh cái gọi là cái nhì bảng. UG bị chấn thương nữa à, điệp mẹ mày UG bị chấn thương nữa gọi thua rồi. Fnatic có khác gì Zichu đâu à.
thù phần đã tích thù di chu sát nút nè. Thầy có coi mọi người ơi, thầy có coi mọi người ơi, thật sự là thầy có coi phần đã tích di chu. Mọi người đừng có thấy mà ba game mà nói thời đã tích thu di chu sát nút. Thầy nhìn điệp mẹ mày, thầy nhìn rất là rõ luôn. Di chu nó ghê hơn phần đã tích, giống mẹ như là kiểu đấy. Là điệp mẹ mày gam nó hơn với toàn bộ ở đây, với ở toàn bộ khu vực BCS luôn đó. Là nó hơn hẳn một bậc luôn á. Nó hơn hẳn một bậc luôn á mọi người. Mọi người đừng có điệp mẹ mày coi là điệp mẹ mày game 5 mà mọi người nói như vậy. Thật sự nó hơn hẳn luôn á. Nó hơn hẳn. Tính thầy đi, được mình ghi chua hơn hẳn phần nó tích. Cho nên thầy không đánh giá cao phần nó tích có thể thắng được XKT đâu. Giờ XKT chắc chắn thì bạn hẳn nhất. Còn bên đây là điệp mẹ mày team Liquid AHQ đúng không? Cái biểu tượng con ngựa này là AHQ đúng không? IG điệp mẹ mày IG. IG phần team Liquid AHQ. IG nhất bảng, IG chắc chắn nhất bảng, team Liquid nhì bảng, team Liquid nhiều bảng. Nếu như mà gọi là trong một ngày đẹp trời, Double League và con Jesse có thể gánh team được, có thể đè được Jacky Love với lại thằng Bảo Lan. Đó, điệp mẹ mà team IG là cái team giống như là SBTC vậy đó mọi người ơi. Giống như là điệp mẹ mày phiên bản SBTC mà Trung Quốc vậy, China. IG đi mày mày đời sai sa đéc. Ninh Hải Phòng. Rồi đi mày mày Rocky Phú Yên. Rồi xong cái gì? Bảo Lan Bình Dương với là liệt mày mày Jackie xứ dừa. Liệt mày mày phiên bản SBTC China. Phiên bản SBTC China luôn á. Thầy tin là liệt mày à mày IG sẽ làm được kì, sẽ làm được những thứ mà nó đang bắt trước ở BTC và nó sẽ đầu bảng. Thầy tin là như vậy. Đó. Thì nếu mà gọi là đánh giá chung hết tất cả các đội mà để nói mà cái bảng nào là bảng tử thần, thầy xin mà mình nói thẳng luôn là bảng A là bảng tử của mẹ nó thần và sẽ hấp dẫn. Sẽ rất là hấp dẫn luôn, tại vì tương quan về lực lượng thì sẽ cho chúng ta những cái trận cầu mà gọi là cực kỳ đinh luôn. Với lại bảng C thì tùy theo phong độ của Royal Never Give Up và Điệp Mẹ Fnatic nó mới làm cho một cái bảng đấu nó có trở thành một cái bảng tử thần nữa hay không. Nhưng mà nếu mà gọi là nhìn vô một phát thôi, bảng A là sẽ cho Điệp Mẹ Mày tính chất, cái bảng A là tính chất mà đánh cực kỳ Điệp Mẹ Mày nhanh gọn lẹ và Điệp Mẹ Mày cực kỳ tay to luôn. Bảng C không phải bảng tử thần đâu, nhìn vậy thôi, tin thầy đi. SKT sẽ áp đảo. Tin thầy đi, nó không phải là bảng tử thần. Tin thầy. Bảng A mới là bảng tử thần, bảng A rồi sẽ là cạnh tranh được mà mày khốc liệt luôn á. Cạnh tranh đầu bảng khốc liệt luôn. Tử thần ở đây á là nói là theo kiểu mà cái bảng sẽ là cái bảng khó cạnh tranh cái vị trí top 1. Còn cái bảng mà được mẹ mày nó đã cạnh tranh vị trí top 1 rồi á thì mẹ mày nói làm lồn gì nữa. Nhìn ra là biết thằng nào top 1 rồi thì nói làm lồn gì. Ok. Còn hy vọng là bên LK, nếu mà để cho LK vô được vòng sau và vô một cái bảng nào đó thì thầy hy vọng là sẽ vô bảng D. Thầy hy vọng sẽ vô bảng D. Tại vì LK, Liquid với lại AHQ thì thầy nghĩ là NA với lại Đài Loan hiện tại bây giờ đang khá đuối. Có thể là khá đuối thì thầy nghĩ là như vậy. Còn nếu mà vô bảng A, bảng B rồi với lại bảng C thì thầy nghĩ là khó có cửa thì mày khó có cửa đi tiếp. Khó có cửa đi tiếp, chỉ có bốn bảng D là bên LK có cửa đi tiếp thôi. Đó, vậy thôi. Thầy chỉ nói vậy thôi. Đó, cái đó là cái mà thầy đánh giá về cái dòng bốc thăm từ cái dòng lay-in cho tới cái dòng này. Chuyên môn lắm luôn á. Cái đó là cái phần chuyên môn cực kỳ cao của thầy, cho nên tụi em tin thầy. Và nếu như những ai muốn chơi kèo này nọ các thứ thì cứ mạnh dạn hỏi kèo, xin kèo. Chung kết thế giới này thầy phán trên 70% số trận đúng. Trên 70% số trận đúng. Và thầy chỉ mong muốn một điều thôi, khi mà tụi em xin thầy bà cho kèo. Nếu mà tụi em xin thầy bà cho kèo thì tụi em
nên để lại tiền mẹ mày hương quả bánh trái để thầy gửi lên thầy cúng lại thầy bà, thì lần sau mới có kèo chính xác cho mọi người nữa. Ok chưa? Còn đủ má mày xin kèo cho đã, ăn xong. Ăn xong hồn không ăn hết, mẹ mày đồ không ăn hết. Đủ má mày bà quá. Cảm ơn anh Dũng, cảm ơn em. A3 phân tích vẫn như một huấn luyện viên chuyên nghiệp mặt cười. Rõ ràng anh Ba rất là chuyên nghiệp và rất là chuyên môn. Những lúc cần anh Ba chuyên môn, anh Ba sẽ chuyên môn cho mọi người thấy. Những lúc cần chuyên môn, anh Ba sẽ chuyên môn cho mọi người thấy. Cứ tin anh Ba. Đổ tiền thay anh Ba, đủ má mày nhà lầu xe hơi sẽ đến với tụi em. Nhà lầu xe hơi sẽ đến với tụi em. Nhưng mà thầy không khuyến khích chế độ nha. Nếu như ai có máu chế độ thì cứ hỏi anh Ba. Có thể lên đàm đạo với anh Ba 125 sạc 2 Hòa Hưng quận 10 thành phố Hồ Chí Minh, có thể lên đàm đạo trực tiếp luôn. Có thể lên đàm đạo trực tiếp. Mà mỗi lần mà xin kèo trực tiếp như vậy á thì cái giá cả nó sẽ cao hơn một xíu. Và được mà giá là giá tiền tươi. Tại vì khi mà mình ngồi đàm đạo thì thầy sẽ có những cái phân tích nữa. Thầy sẽ có những cái phân tích kỹ hơn về cái tỷ lệ kèo, rồi có chấp hay là không chấp, hay là như thế nào đó, hoặc là phết bình lút, hay là phết phết chủ, hay là điệp mẹ mày cái gì đó, thì thầy sẽ bàn trực tiếp, bàn trực tiếp cho mọi người ngay tại thời điểm đó. Thì thầy sẽ lấy tiền tươi mỗi lần tiếp chuyện với một người và điệp mẹ mày như vậy một ngày, thì thầy sẽ lấy khoảng dao động từ 1 triệu cho tới 2 triệu tùy theo kèo khó hay dễ. Tại vì thầy bà mà, thầy bà ở trên khó lắm, phải cúng đó, mọi người phải cúng rồi, phải cúng, phải cúng, mọi người tin thầy nhé. Tại cúng nữa.